Sáng ngày 9 tháng 4, diễn ra hội nghị lần thứ 16 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp với sự chủ trì của Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng và Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa. Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận đối với hai dự thảo chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn thịnh, hạnh phúc, thực hiện nghị quyết số 44 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của ban chấp hành trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đối với báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2024, được nhiều đại biểu dành thời gian phân tích, làm rõ nguyên nhân vì sao tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng đề xuất các giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế trong quý 2. Ông Phạm Thị Nghĩa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tạo điều kiện để sớm đưa các nhà máy vào hoạt động, triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu thương mại và dịch vụ như tổ chức lễ hội sen, lễ hội cá tra để thu hút du khách và tăng doanh thu từ dịch vụ. Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, bám sát quy hoạch được duyệt để cụ thể quá vào chỉ đạo điều hành từng quyện thành phố, tăng cường dự báo tốt hơn, nhanh hơn, sát hơn tình hình, diễn biến, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Trong lãnh đạo điều hành, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các cấp quỹ, người đứng đầu các cấp, các ngành phải tăng cường sự quyết liệt, sâu sát, nêu cao tinh thần, tận tâm, tận lực, chủ động, sáng tạo, hiệu quả để triển khai nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 2 tạo đà cho tăng trưởng cả năm 2024 theo yêu cầu đề ra. Qua 3 năm tổ chức triển khai đề án ngành thú y giai đoạn 2021-2030, hiện toàn tỉnh có 138 trên 143 xã phường, thị trấn đã có nhân viên thú y hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở. Nhân viên thú y xã phường, thị trấn giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các công tác có liên quan về chăn nuôi, thú y và thủy sản tại địa phương. Công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền nhiễm lây giữa động vật và người, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thường xuyên, đảm bảo hạn chế dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng. Đồng Tháp kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp tái thành lập các trạm chuyên môn Thú y và mạng lưới thú y cấp xã hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng các loại cây ăn trái, cây hàng năm khác có giá trị kinh tế cao. Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 là 10.011 hecta, trong đó diện tích chuyển đổi sang cây hàng năm là 6.998 hecta, trồng cây lâu năm là 1.500 hecta và chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản là 13 hecta. Cũng trong hôm nay, Quỹ ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện giải quyết các khó khăn chứng mắt của các công trình lưới điện cao thế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện các công trình lưới điện cao thế theo quy hoạch điện 8 và quy định tỉnh Đồng Tháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kịp thời đưa các công trình điện vào vận hành, đáp ứng yêu cầu cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.